xong là con nghĩ anh này BD nữa. Tại vì lần đầu tiên gặp á hả, trời ơi mặc áo màu mè dữ lắm luôn, màu vàng mà bông cành hoa lá hẹ lắm, con không có ấn tượng hết. Tưởng chị đúng không? Dạ đúng rồi. Để xuống Vũng Tàu chơi với anh, rồi sau đó gà, rồi sau đó gà. Đâu là kêu là thôi hai đứa mình đi về nhà nghỉ đi. Thôi hai đứa mình đi về nhà nghỉ đi. Con kêu là thôi hai đứa mình chung một phòng đi, anh không làm gì đâu. Thôi hai đứa mình chung một phòng đi, anh không làm gì đâu. Em không làm gì đâu. Đi xuống rồi cuối cùng có rủ đi khách sạn nữa. Dạ. Nói luôn rồi. Vẫn tiếp tục. Nhưng mà vẫn chưa được. Gia đình của vợ con cũng không cho. Rồi sao đến được với nhau? Mẹ Như ra không có chịu. Kêu là bây giờ mày cưới là từ luôn. Mà hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con chào tất cả mọi người trong trường quay và tất cả mọi người đang xem chương trình. Con tên là Huỳnh Mụng Như và năm nay con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là kinh doanh online và ca sĩ tự do ạ. Ồ, ca sĩ đúng không? Chúc hát tặng bài nghe. Mời bạn. Con tên Trần Văn Tiến. Năm nay con 28 tuổi. Con đang kinh doanh online. Hiện tại con đang sinh sống ở Vũng Tàu. À, hai chồng từ Vũng Tàu hả? Con ở Đồng Tháp. À, Đồng Tháp, nhờ theo dạ. Chồng về Vũng Tàu. Dạ đúng rồi. Mời cô ca sĩ hát tặng bài. Như, bé Như. À. Bài bé Như. Dạ, con xin gửi tới mọi người một ca khúc được mang tên là Em Khóa Anh Rồi. Em Khóa Anh Rồi. Ca khúc này cũng là chính con thể hiện luôn ạ. Bông lúa chín trên đồng, bên nương nhà trồng rau. Chẳng cuộc sống xô bồ ta đưa đây về cùng nhau. Ơi điều ly câu hò, ngân nga bài tình ca. Con nước lớn nước rộng, anh chống em chèo cùng qua. Em đây là con nhà quê mà nhìn thèn thùng trông thấy xinh ghê. Em khoái em kết anh rồi, mong cho tình mình nên nghĩa phu thê. Em đã tới tuổi lấy chồng, còn chân chờ gì mà cứ long đong. Thương sao để trong lòng, còn ở đằng này em ngóng em trông. Cây lúa đã đến mùa thì chờ ngày lành anh trước em nghe. Thương anh qua anh à, sao đến tận giờ anh cứ im re. Nguyện một lòng em thương mỗi anh thôi. Đâu mong cuộc sống sang giàu, chỉ mong chúng ta sẽ thành đôi. Đâu mong cuộc sống sang giàu, chỉ mong chúng ta sẽ thành đôi. Trời đất, bà dễ thương quá. Cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau rồi thương nhau? Dạ cái lần đầu tiên mà tụi con gặp nhau á là con thì ở Đồng Tháp, mà cái chỗ mà tụi con bán hàng thì ở Vũng Tàu. Con đi ra đó con họp event. Thì cái anh này cũng ở đó, cái chị mà bán chung với con thì chị mằng mai con cho cái anh bạn của cái ông này. Rồi xong là cái anh đó mới là dắt đi chơi đi bar ngoài trời á, cái là anh đó dắt anh này theo. Nhưng mà trong cái quá trình mà đi chơi là cái anh đó không có nói chuyện với con, chỉ có cái anh này hỏi thôi. Nói chuyện hoài là cái con suy nghĩ trời ơi, cái ông này tìm hiểu mình mà sao không nói chuyện với mình, mà toàn là cái anh bạn này nói chuyện với mình không vậy? Mà con là con nghĩ anh này BD nữa. Tại vì lần đầu tiên gặp á hả, trời ơi mặc áo màu mè dữ lắm luôn, màu vàng mà bông cành hoa lá hẹ lắm, con không có ấn tượng gì hết. Tưởng chị đúng không? Dạ đúng rồi. Con làm sao? Sao tự nhiên người ta giới thiệu cho người kia mắc mớ gì mà con nhào vô con nói chuyện nhiều dữ vậy? Con đi dọ dùm cho bạn. Cái gặp bạn cái con ngồi nói chuyện, hỏi dọ xem có đàng hoàng không. Tại vì trang con dạng người Bắc, còn vợ con người miền Tây. Anh kiểu anh dò hỏi dùm bạn ảnh xem con ok hay không. Nhưng mà con nhìn bạn này con có ấn tượng như bạn không? Lúc đó là mặc đồ có kín đáo không, là rất là đồ sexy hay là đồ kín đáo? Cũng sexy, ra cũng thấy xăm. Ra kêu chắc cũng dân chơi, ra cứ dò dò giùm cho bạn. Mà trong đầu có ý đồ gì không? Dạ không. Sao mắc mới gì về con, sau bữa đó bộ về con thương thầm hay sao mà giờ sao dính nhỏ này hay vậy? Bạn con kêu là cua không có được. Bọn con chơi thân với nhau, ngồi nói chuyện kêu là bé này khó quá. Cái con kêu nghĩ sao mà cua không được bạn, để mình. Cái con ngồi con nhắn tin, con gọi hoài luôn, con ít nhắn tin lắm. Con chỉ gọi thôi. Con gọi, con ngồi nói chuyện rồi ra hôm sinh nhật. Sinh nhật con là điện cho bé là bé xuống Vũng Tàu chơi với anh, rồi sau đó gà. Mà bà lúc đó đi sinh nhật con mặc đồ có sexy đúng không? Dạ có sexy. Ra sinh nhật xong là con rủ bé đi chơi riêng, hai đứa đi dạo. Ngồi lâu lắm, ngồi tới 1-2 giờ sáng luôn. Sau là kêu là thôi hai đứa mình đi về nhà nghỉ đi. Bé lại kêu là thôi mình đi vô nhà nghỉ thì mỗi đứa mỗi phòng. Cái con không chịu. Con kêu là thôi hai đứa mình chung một phòng đi, anh không làm gì đâu. Anh thề anh không làm gì đâu. Anh có gì anh chỉ ôm thôi. Cái
bé cũng không chịu. Bé đi về một mặt luôn, bé kêu thôi anh làm gì làm rồi con đi bỏ về, con đi về. Sau đó về nhà cũng cay quá. Về nhà cũng cay quá. Cũng cay quá. Ngày mai con lại tiếp tục có lại gặp. Rồi hôm đó là ngày hôm đó là bé về luôn, đi về Đồng Tháp là con chưa làm được cái gì hết. Là con chưa làm được cái gì hết. Tức luôn không? Dạ. Mà quê quê là chỗ mà đứng lên bỏ về, bỏ lại mình ở bãi biển á. Dạ đúng không? Rồi lúc đó là sợ lắm đúng không? Dạ. Lúc ông ngủ con sợ lắm không? Dạ con biết mà. Dạ con biết mà. Chứ sao ngủ em ngủ đi chạy là biết gì. Mà con thì không có ấn tượng tốt với anh này cho nên là con đi về luôn. Mà lúc đó con còn nghĩ ổng bên đây không? Dạ không. Anh là một mạch là đòi phải đi theo con, bây giờ đi khách sạn đi. À, anh vô anh kiểu nằm thôi, không làm gì hết mà con không có chuyện. Nào, sau đó sao ngủ vô coi đá banh nữa. Ừ. Thì con về, ổng cũng tự về nhà, ổng bắt taxi về luôn. Sau đó sao nữa, sao mà dính được. Ổng cay quá, ổng rủ con đi chơi tiếp. Nhưng mà đi chơi một khoảng thời gian thôi là chiều đó con lại về Đồng Tháp. Cũng tiếp tục cay, cũng tiếp tục cay. Là bắt xe từ Vũng Tàu về Đồng Tháp. Thấy chưa, cái cơn là phải về Đồng Tháp. Con nghĩ là ghế quá đúng không? Dạ. Bình thường thì từ Vũng Tàu mà về con thì cũng phải 6 tiếng thôi. Nhưng mà cái đợt đó là bạn này về ngay 30 tháng 4 là nghỉ lễ. Là về 12 tiếng luôn. Cây nữa. Cây hồi đó vậy là không đi xa. Không có đi xe khách luôn. Lên mà cho ngồi tầng trên nữa mà hả. Bạn mua chuẩn bị một chai dầu bạn đổ lên đầu luôn. Không có còn sức nữa. Cái say xe à. Về tới hả con lại gặn thấy hôi dầu không. Nhưng mà con thấy tội nó không? Nhưng mà cái đợt đó xuống dưới là có cua dính không? Dạ lúc đó chưa. Lúc đó chưa. Đi xuống rồi cuối cùng có rủ đi khách sạn nữa. Dạ. Anh nói luôn. Vẫn tiếp tục. Nhưng mà vẫn chưa được. Chỉ được thôi. Ở nhà chơi thôi. Vợ con ngủ một phòng, con ngủ một phòng. Là tới nhà vợ. Dạ. Mà con được quyền ngủ ở nhà vợ, nhưng mà con ngủ phòng khác. Dạ. Không có em trai, bạn này ngủ với em trai của con. Cay. Cay quá cay. Chẳng thà ở mình ngủ khách sạn nữa. Đỡ cay. Dạ ngủ nhà mà được ngủ với em trai nữa. Mon men. Nhưng mà đến khi nào thì mới chinh phục được bạn này? Khi con đi từ ở quê vợ con rồi con đi về rồi bị dịch. Vậy khoảng 2021 đúng không? Dạ. Là bọn con phải yêu xa. À, nhưng mà trước khi về ổng có nắm tay có hôn má cái nào không? Dạ có hôn má, tại vì con đưa bạn này ra bến xe. Gia đình con người Bắc vậy có chịu cho con cưới gái miền Tây không? Dạ không, gia đình của vợ con cũng không cho. Rồi sao đến được với nhau? Mẹ Như ra không có chịu. Kêu là bây giờ mày cưới là từ luôn, mày cưới là từ luôn. Nhưng mà vợ con yêu con rồi xăm cái hình đứt mẹ ở ngay cánh tay. Rồi bố con cũng kêu con là không chịu, không cưới. Rồi sao nè? Sao thuyết phục được bố? Thì đang kêu là sự lựa chọn của con thì con đúng hay sai thì con cũng mãn nguyện. Bố chấp thuận cho con. Bố con cứ im thôi thì mai mốt là bọn con cứ tự biên tự vị diễn luôn. Vậy thì con làm gì để thuyết phục gia đình để mà... Dạ thì cái khoảng thời gian đó con cũng năn nỉ mẹ. Thì con nói là con cảm thấy là con rất là hợp với cái anh này. Con cũng yêu thương anh này thì bây giờ tụi con kết hôn thì sau này có gì thì con sẽ tự chịu. Thì mẹ con từ từ cũng ok mà cũng chịu. Anh này cũng về năn nỉ mẹ con miết à. Thế là cuối cùng là cũng hóa giải được hết phải không? Cuối cùng là bây giờ hai đứa sau khi lấy nhau rồi tàu ở luôn. Dạ. Chờ gia đình con chịu rồi. Dạ. Ê, hai đứa là có baby chưa? Dạ có. Mấy đứa? Con có một đứa con gái. Đứa con gái hả? Dạ không, con mới có một tuổi mấy thôi. Ê, dạ. Là giờ đang ở Vũng Tàu? Dạ đang ở Đồng Tháp với mẹ con. À ở với bà ngoại. Dạ đúng rồi. Còn hai chồng lên đây ở với bà nội. Dạ. Tại vì công việc của hai chồng con đi suốt thôi. Đúng rồi. Để cho mẹ chăm. Rồi cái lúc mà ổng cầu hôn con có lãng mạn không? Dạ không có cầu hôn. Dạ không có cầu hôn. Hồi đó ra là dịch. Hồi đó ra con làm anh, hồi đó con làm bên tài chính. Mà dịch là con bị bể nợ. Vợ con thì cũng thương con, quý con. Ra cũng phụ giúp cho con. Là lúc đó con có một cái suy nghĩ nó... Chắc hẳn về vợ luôn đúng không? Dạ. Hồi lúc mới gặp ta tưởng ta dân chơi. Tính đi khách sạn rồi bậy bạ rồi xong hái qua bể nghị rồi thôi đó. Ai dè ha, xuống tới Đồng Tháp còn sơ muối được gì mà. Dạ. Ai dè khi mà mình khó khăn là con bé nó lại có đó, đưa tay ra giúp đỡ mình nữa. Mà thấy con bé nó trưởng thành ghê gớm không? Dạ. Là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi con? Tụi con cưới nhau được 2 năm. Hai năm rồi. Dạ. Bây giờ qua luôn cái kia đi. Rồi nó
Hai đứa thấy dễ thương quá. Ừ. Không biết rồi có tật xấu gì không? Ông có cái tật xấu gì không con? Chồng con tánh rất là cọc. Đang chạy xe mà ai tạt đầu xe là huýnh lên là bắt đầu đòi quánh đòi đập người ta. Là con đó giờ có đụng nhau trận nào mà được không? Có một đợt đi lên Sài Gòn quay thì gọi là chỉ nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhỏ con mà anh xung lắm. Cái mặt dạ. Con rất là hiền luôn. Hiền lắm, không nghĩ đâu. Rồi tiếp tục. Nói nhiều. Nhưng mà... cái gì nói nhiều hả? Lên đây nhát của cô ở nhà nói rất là nhiều. Chị là nghĩ là nó không có, nó ít nói đó mà lên đây chị... nó khớp. Chị chất quốc vậy trời. Nó thấy hai miệng này nó khớp. Đó. Nhưng mà cái điều cô nhìn nhận không có chuyện ban ngày đâu cô. Ban ngày thì con tập chung làm việc với tối 1-2 giờ con đang buồn ngủ lim dim. Em hấp dĩ nói chuyện, bắt đầu kể chuyện trên đời như thế là bắt con phải nghe, phải nói theo. Rồi còn gì nữa? Nhà chồng con không có lãng mạn. Từ lúc quen tới lúc cưới luôn, ít khi nào tặng quà cho con, hầu như là chắc được có một lần một. Đó là dịp gì? Dạ lúc đó con gần sinh rồi, nhưng mà lễ 20 tháng 10 hay sao á, lễ quốc tế phụ nữ gì đó. Tiền con có giữ không? Tiền con có giữ không? Dạ con giữ. Dạ con giữ. Con lướt TikTok rồi, Facebook rồi là con thấy người ta được tặng quà là con dãy tử. Con nói là sao mà không có tặng quà rồi này kia. Là con ghen rồi này kia nọ lên. Xong là đi mua cho con được đôi dép 100 ngàn. Đi mua cho con được đôi dép 100 ngàn. Tặng cho con và từ đó tới giờ được đó đúng đôi dép. Con giữ hết tiền đó, tiền đâu nó mua cho con bây giờ. Cái tính giờ con bướng lắm. Cứ thích đòi quà vậy. Cứ tiền thì mình cầm. Tiền cầm mà vẫn dạ. Đòi quà vậy đó. Thôi cái này cũng biết xấu ở bên nào nữa. Cái này cũng biết xấu ở bên nào nữa. Rồi tiếp tục. Dạ hết rồi. Chồng có 3 tật xấu. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ đừng có nói nhiều nữa. Là đừng có cọc tính nữa. Ví dụ như nóng tính thì chịu khó dằn xuống. Với lại mai mốt con sẽ cho tiền nhiều hơn tí để nhín nhín ra mua quà cho con. Không, nó cho mua quà cũng phải có. Hiểu không? Mình để dành, mình biết trong tháng nó có một cái ngày đặc biệt thì mình để dành, mình mua món quà nhỏ thôi, đừng cần mua quà lớn. Thì quà 100 ngàn đó, người ta mua rồi. Thì quà 100 ngàn đó, người ta mua rồi. Em cũng chắc mót dữ lắm, tặng quà vợ đó. Rồi, tới con đó. Giờ con thì tính hay đặt đồ online. Đặt nhiều lắm. Một ngày phải nhận chục lần có. Nó đặt cái gì mà khủng. Hồi lúc con mới về con ngại lắm. Con đặt đồ thì con ngang lấy, mà giờ bố chồng con nhận giùm luôn. Nghĩa là shipper giao nhiều quá, bố chồng con hồi trước nhận giùm đem vô cho con luôn. Quen luôn. Hỏi gì nữa? Hay quên, hậu đậu. Cứ đồ thì hay dục lung tung. Mà cứ bắt sạch sẽ thôi. Là con phải dọn. Rồi còn gì nữa không? Có ghen tương đồ? Giờ con thì đi đâu cũng chửi hết. Con làm gì cũng chửi hết. Vừa ý cũng chửi, không vừa ý cũng chửi. Con lại cọc vậy tính. Mà nó kêu chồng đừng nói nhiều. Vậy là bên đây con phải ước vợ con đừng chửi nhiều. Giờ con mong vợ con thay đổi điều gì? Ít chửi qua lại. Đó, thấy chưa? Bên đây bớt nói lại. Bên đây bớt chửi lại. Ta chửi quá. Chửi qua mới được nói. Rồi thôi bây giờ nếu chú nói đó trên sân khấu này là sân khấu nói những lời yêu thương thôi. Chú muốn con thể hiện một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Nói đi đừng nhịn túi. Tôi biết nói gì hết trơn. Em ơi đó. Cảm ơn em đã cùng anh trải qua mấy cái khó khăn, chịu đựng được những cái điều xấu của anh, giúp anh sửa đổi được nhiều. Cảm ơn em. Vậy mới lãng mạn chứ. Rồi. Hình như là trên gương mặt hai em xuất hiện một cái điều gì đó mà anh hình như là có một cái gì đó vui, có một cái niềm vui gì ở hai vợ chồng em đúng không? Thầy bói đó. Hình như đang có một cái niềm vui gì đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đúng rồi. Anh đoán nha. Chuẩn bị có em bé đúng không? Dạ đúng rồi. Yeah. Trời ơi, anh Thịnh. Sao đây mời anh đi làm ông thầy? Anh nhiều cảm xúc quá đi. Sao hay vậy? Sao nhìn cô dâu mẹ nhìn từ trong đi ra. À, chú rể rất là lo cho cô dâu. Bước lên đây cô dâu rất là chậm chạp ha. Nhìn trước nhìn sau. Nhưng mà em không thấy cái bụng của cô dâu cảm giác lum lấp à?
chị là đoán theo kiểu khác. Ồ vậy à? Tại vì mặt cô dâu rất là thon gọn nè, người á thì rất là gầy chứ không phải là mập, nhưng mà sao cái bụng á lại không có được thon giống như là tỷ lệ thuận với cơ thể. Cho nên rằng á là chị suy nghĩ là chắc hay là đang có bầu chăng. Thì công nhận là hai đứa chị đều có một cảm xúc giống nhau. Và trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện thì xin đại diện cho chương trình xin chúc mừng cặp vợ chồng của bạn chuẩn bị đón một thành viên. Mấy tháng chưa? Mấy tháng? 6 tháng rồi chị. Rồi bây giờ xin mời bà mẹ giới thiệu về mình. Dạ em tên là Vũ Hồng Ngọc, năm nay em 24 tuổi, hiện tại là kinh doanh tự do. Hả, còn em? Em tên là Đặng Trần Đặng, năm nay em 24 tuổi và em đang làm công nghệ thông tin. Sửa chữa máy tính chứ không? Dạ em làm đủ thứ. Đủ thứ đó hả? Chiều nay anh mang cái laptop qua cho em. Đó, biết ngay mà, trời ơi, công nhận thì chị em mình thành quá. Laptop mới bị hư. Hai em mới giới thiệu chút xíu về cái cuộc gặp gỡ của hai em. Dạ, cái đó chắc để dòng em giới thiệu. Em gặp cô ấy là ở trên Facebook. Cô ấy để cái avatar mà làm em rất là ấn tượng. Cái avatar gì? Cái gì vậy? Cô ấy cắt tóc ngắn, mặc áo vest, nhìn rất là ngầu. Nhìn rất là tomboy đúng không? Dạ đúng rồi, nhìn rất là giống như là một người thành đạt lắm. Cho nên em rất là thích, mới lập kế hoạch. Em nghiên cứu về cô ấy. Lúc đó là vô tin nhắn hay là kết bạn liền? Dạ không, em chỉ âm thầm 2 tháng trời em để ý cô ấy, để mà coi thông tin cô ấy đang gặp ai, đang như thế nào. Và em thấy là biết là cô ấy đang thất tình. Cho nên em chờ xong tới thời gian mà chín mùi rồi đó, em mới giả vờ nhắn tin làm quen. Không, thất tình là sao? Em đưa lên dòng gọi là trạng thái cảm xúc em ghi lên như vậy đó hả? Không chị, lúc đó em thường xuyên share cái status mà có tính chất buồn. Em không có nói gì về mình, em chỉ share cái status người khác thôi. Nhưng mà anh ấy lại nghĩ là em bị thất tình. Rồi, mà lúc đó thực sự là em có thất tình không? Dạ có chị. Hỏi cuối cùng là có thất tình đó. Rồi cái thời gian chín mùi đó là cái gì? Là em thấy là tới thời gian đó rồi em nên chủ động. Em tấn công tin, em gài kèo để đi uống trà sữa. Gài kèo lúc đó như thế nào? Dạ, lúc đó thì chồng em là vừa học vừa làm anh. Hỏi em câu rất là, nói chung là rất là chung chung. Nó là đoán thử coi là chồng em đang đi học hay đi làm. Dạ anh nghĩ là em đoán kiểu nào cũng trúng à. Chứ thôi em cũng phải ra gặp thôi. Có nghĩa là dùng cái câu thử, dùng phép thử đó để mà gặp đúng không? Dạ. Gài hàng á hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi khi mà gặp nhau thì cái ấn tượng của em đầu tiên khi mà bắt gặp được cái hình hài của cô này ngoài đời như thế nào? Lúc đó cô có giống trong đầu em tưởng tượng không? Anh chị biết nói là đứng hình hả? Đứng hình theo nghĩa gì? Theo nghĩa thất vọng. Sao vậy? Sao lại thất vọng? Tại vì cái bữa mà đi hẹn với nhau là em chuẩn bị rất là nhiều thứ. Mặc đồ rất là tôm tất, nhưng mà tới lúc mà gặp cô ấy mặc một cái áo thun, mà cái quần jean, rồi mang thêm cái đèn mà bắt mũi nữa. Tại lúc em đang làm xe bên công ty đèn gì côn trùng, nên em đem theo cái mẫu đó về. Thì tới gặp bạn này. Thách tính là tranh thủ chào hàng luôn phải không? Dạ không. Cái mẫu sản phẩm kệ bán được cho ai. Rồi lúc đó thì em là thất vọng hả? Đúng là thất vọng thiệt, nhưng mà lỡ rồi. Rồi thất vọng rồi thì tại sao lại yêu nhau? Em cũng không rõ nữa. Tại lúc đó là em thấy cảm giác như là mình đã bỏ thời gian rất là nhiều. Là một, thứ hai nữa là em thấy lúc mà đi ăn uống cô ấy thấy cái tính cách cũng được. Còn em gặp mà ông xã thì giống như cái ấn tượng mà em nghĩ trong đầu không? Thật ra thì ở trên Facebook á, bạn này rất là huyền bí. Tại dân công nghệ thông tin mà chị đâu có thông tin gì mình ra đâu, cũng không bao giờ chụp hình bản thân mình á. Thì em chỉ nghĩ là chắc một người bạn rất là bình thường thôi, em không có nghĩ là đẹp trai hay gì hết. Mà lúc gặp thì thấy cũng hơi thất vọng. Ai vậy hả? Dạ, tại vì hơi xấu trai mà lùn. Nói chung là hai bạn là cái ấn tượng ban đầu về nhau đó là gớm gọn trong hai từ thất vọng. Rồi bao lâu mới cho nhau hy vọng? Sau đợt buổi ăn đó là tối về em nhắn tin là kia làm ghét em luôn. Rồi câu trả lời là sao? Cô ấy nói là để em suy nghĩ lại. Suy nghĩ trong bao lâu? 7 ngày. Em tấn công tiếp tục. Mỗi ngày em nhắn tin một hai cái tin là nói là em nhớ quá. Đó, mới lạ không? Có nghĩa là hai người gặp nhau á là đều thất vọng á, xong tự nhiên cái gì cũng yêu liền. Dạ. Rồi bao lâu thì ra mắt gia đình vợ? Khoảng 1 tháng sau đó thì bên nhà bạn này có đám cưới. Cái bạn này rủ em đi đám cưới. Mà trong khi em mới quen có 1 tháng mà bắt em phải ra đình ra mắt cả dòng họ luôn chị. Đúng rồi, đám cưới là gặp nguyên dòng họ mà. Dạ. Xong rồi hôm đó thì bạn này tới nhà đón em thì cũng vô chào mẹ em một tiếng. Rồi sao nữa? Thì mẹ em trước giờ rất là lạnh lùng vậy. Nói chung là em muốn quen ai thì quen, mẹ em không quan tâm. Đó chị kỳ. Quen không quan tâm mà được nghĩa là gì đó. Rồi chắc là em thường xuyên qua nhà của vợ em để mà tiếp cận với mẹ vợ đúng không? Dạ cũng có anh, nhưng mà qua lúc mẹ đi vắng không ạ? Qua mẹ đi vắng làm gì? Đi vắng, người lớn đi vắng hết, còn mình bạn này là làm gì ở nhà? Thì em qua đó chủ yếu là gặp cô ấy với cô ấy cho ăn uống thôi, với lại cũng nhiều lúc cũng qua gặp mẹ lắm, nhưng mà mẹ có cái điểm khoảng xa cách giữa đó với em vậy đó. Cho nên nhiều lúc em cũng muốn gần gũi lắm nhưng mà khó. Chứ bây giờ là hết chưa? Hiện tại cũng đỡ hơn trước. Vậy do tính cách của mẹ lạnh lùng vậy thôi chứ đã đồng ý cho cưới rồi mà đúng không? Dạ thì do tính mẹ em rất là lạnh lùng. Sao ta? Em từ khi mà yêu vợ cho lúc lấy vợ thì em gặp mẹ được mấy lần? Dạ là
cũng nhiều lần nhưng mà rồi có em... lúc nào mà hai mẹ với lại chàng rể mà nói chuyện cởi mở được một chút hơn là hiện tại vẫn chưa được rồi. Tức là chưa có nói chuyện vậy nói luôn. Chuyện với nhau bình thường chào hỏi nhau được thôi chứ mà nói chuyện như thế này thật sự mà nói là rất là hiếm thôi. Ồ, rồi vậy là lúc đám cưới thì sao? Lúc phải bàn bạc chứ đúng không? Dạ, lúc bàn là bàn với mẹ của bạn này chứ không phải là bàn với bạn này. Bàn với mẹ chồng. Dạ. Vậy cho tới bây giờ là em vẫn chưa có được cởi mở lắm với mẹ vợ em. Dạ, dạ đúng rồi. Bây giờ vậy nè, em có muốn nói chuyện coi là muốn có một cái sự mà để mà đồng cảm và thông cảm giữa em và mẹ vợ không? Dạ muốn lắm, nhiều lúc em cũng muốn lắm. Nhiều lúc em muốn ngồi lại gần với mẹ nhưng mà cái khoảng cách với một cái gì đó rất là nó rất là xa vời với nhau. Mà chưa hiểu lý do, tức là chỉ là do tính cách thôi đúng không? Dạ. Em có muốn thông qua cái chương trình này nè, em muốn nói một cái điều gì đó với mẹ. Nhiều khi mẹ coi chương trình này mẹ sẽ hiểu được. Dạ, thông qua chương trình này con muốn nói với mẹ là có thể là con là không phải là một người tốt hoàn hảo với đối với con của mẹ nhưng mà con thật sự con yêu con của mẹ và con thật sự con cũng mẹ và con hai người kết nối được với nhau. Có thể là nói con không có hay nhưng mà con mong mẹ hiểu được những gì con muốn nói. Còn em? Dạ thông qua chương trình này con cũng muốn nói với mẹ là hiện tại con đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Có thể cuộc sống đôi lúc khó khăn nhưng mà con tin là chỉ cần có chồng con bên cạnh thì con sẽ vượt qua được tất cả. Con mong mẹ sẽ hiểu và thông cảm chồng con nhiều hơn. Đây là một cái điều mà rất là hay. Mong rằng á là khi mà nếu như mẹ của cô dâu có xem chương trình này thì mong chị hiểu và chị gọi là bao dung và cởi mở hơn đối với con rể của chị, bởi vì rõ ràng á cái điều mà người cha người mẹ mong muốn nhất, giống như chị cũng vậy và bản thân tôi cũng vậy, mình chỉ muốn rằng con mình nó được sung sướng, được hạnh phúc. Còn cái chuyện giàu nghèo á là có khi giàu mà không sướng nhưng mà nghèo á lại hạnh phúc, hạnh sung sướng, thì mong chị là đồng cảm và gần gũi với các con nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ rằng sau chuyện này về, bạn nên tặng cho mẹ vợ mình một cục wifi kết nối. Đó là wifi gì? Wifi tình cảm, wifi gia đình và wifi hạnh phúc. Rồi, xin chúc mừng hai bạn nha. Có một đời sống, một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Bây giờ Quốc Thuận và Triệu Vân rất là vui khi mà hôm nay lại được trò chuyện cùng với hai vợ chồng bác sĩ Hưng và Cathy Lê. Dạ. Bây giờ chắc có lẽ là mời hai vợ chồng làm một cái thủ tục đầu tiên. Dạ. Đó chính là giới thiệu về mình, công việc và bao nhiêu tuổi. Dạ. Như là hiện nay đang ở đâu. Dạ. Và thậm chí là có thể giới thiệu sơ sơ về cái nơi mà chúng ta đang làm việc. Nha. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn cô Hồng Vân, xin cảm ơn anh Quốc Thuận. Xin chào các bạn khán giả. Mình là bác sĩ Huỳnh Ngọc Hân. Mình đã có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Anh Quốc trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa. Yeah. Thì năm ngoái mình có trở về Việt Nam để mở phòng khám để giúp truyền đạt lại những cái kiến thức mà mình đã học được ở bên Anh Quốc, giúp thứ nhất là chia sẻ cho các bệnh nhân của Việt Nam mình có thêm một lựa chọn mới để điều trị. Cái thứ hai là tham dự các hội nghị để chia sẻ lại kinh nghiệm của mình với các đồng nghiệp. Ok, bây giờ Hưng năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, còn 38 tuổi. Hưng 38 tuổi, rồi hiện giờ là Hưng đang làm việc ở đâu? Dạ, thì con vẫn có phòng khám tại London. Tại London hả? Dạ. Đúng rồi, tức là hiện giờ là Hưng đang làm cả Việt Nam lẫn Anh Quốc luôn. Dạ, đúng không? Rồi. Giỏi dạ. Quá vậy. Đó, và một cái phòng khám ở London. Dạ. Và một cái phòng khám ở Việt Nam, đúng dạ, không? Vâng. Cái phòng khám ở Việt Nam á là... Tên gì Hưng? Dạ, phòng khám tên Vanity. Vanity, dạ. Vanity. Vanity ở đường Hai Bà Trưng. Ôi trời, sao không. Quá vậy? Chị tới đó mà em bị gì vậy? Em hỏi giống như là... Hỏi giống như thực hỏi như hỏi công thức kìa đó. Đúng rồi. Hai Bà Trưng nhưng mà số bao nhiêu á là cô Vân quên rồi. Số 24 Hai Bà Trưng. Số 24 Hai Bà Trưng ngay 24. Cái vòng xoay á đi lên chút xíu nữa. Ủa là chỗ nào đó? Cái chỗ mà ông Trần Đạo gì đúng không? Nó quẹo lên Hai Bà Trưng đi ngược lên là bên tay mặt luôn. Gần 24. Gần cái chỗ của chị Lê Giang xin làm neo đó. Chính xác. Bác sĩ ơi, bác sĩ Hương về đây làm rồi thì bên phòng mạch London, phòng khám ở London thì ai coi? Vâng, mình vẫn hàng tháng đi lại 2 tuần ở Việt Nam, 2 tuần ở London. Và mình có nhân viên hỗ trợ mình. Ở Việt Nam thì mình cũng đang có 2 bác sĩ để hỗ trợ mình. Giỏi quá chị ơi. Có nghĩa là... một cái đất nước rất là xa xỉ, một đất nước rất là khó nha. Mà bác sĩ Hưng vậy là công tác ở đó là có một cái phòng phòng khám ở đó là quá tuyệt vời. Thực ra là cái công việc của bác sĩ Hưng bây giờ là cứ 2 tuần là ở Việt Nam là... gọi là bệnh nhân của bác sĩ Hưng tới, xong rồi bác sĩ Hưng khám xong rồi đưa cái liệu trình điều trị xong, rồi sẽ có 2 bác sĩ ở Việt Nam hỗ trợ, rồi bác Hưng lại phải trở về Anh để mà lại tiếp nhận những cái bệnh nhân ở bên Anh, rồi sau đó lại đưa ra cái liệu trình á, rồi là những người bác sĩ bên Anh hỗ trợ thì bác Hưng lại quay trở về Việt Nam. Đó là như vậy đó. Chắc tôi phải qua tôi gặp bác sĩ Hưng mà mong bác sĩ Hưng nói bây giờ Quốc Thuận là phải qua bên Anh bên bệnh điều trị á bạn. Thôi, em bị gì vậy, ngay Hai Bà Trưng được rồi thì em qua bên Anh điều trị
mình, cho vui. Mình qua bên đó phải đi chơi. Mình đi du lịch luôn. Cái đó mình phải đi chơi. Cái này điều trị lâu dài chứ không phải là điều trị 1-2 tuần. À, em hiểu không? Điều trị sức khỏe là chính. Mình sẽ qua bên Vanity gặp bác sĩ Hưng. Đúng. Để trao đổi hơn, trao đổi để hiểu hơn về làm sao để có được một cái cơ thể khỏe mạnh. Vâng, anh Quốc Thận luôn được chào đón. Giống như ai kia là chị một của tôi. Trời, con ghê, con thấy ghét không? Đó, vậy thấy ghê không? Cứ tưởng Hồng Vân thời mưa bụi không á. Khó chịu thiệt á chứ, khó chịu. Bây giờ thực ra cảm ơn con rất nhiều luôn á Hưng. Bây giờ cô Vân tự tin lắm luôn á. Cô Vân rất là tự tin luôn. Dạ. Con làm bác sĩ thì không gì vui hơn là khi khách hàng của mình cảm thấy khỏe mạnh. Đó. Okay. Rồi, chào bác sĩ Hưng. Rồi bây giờ tới mời tới bé Đính nè. Dạ. Cathy Lê. Đó. Con chào. Nhưng mà tôi thích cái tên Đính hơn. Cô này cô tên là Cathy Lê nhưng mà tên gọi nhà gọi là bé Đính. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Kim Đính, em 34 tuổi, đang làm quản lý phòng khám cho anh Hưng với làm bà mẹ của hai đứa con. Con có thể nói lớn lên chút xíu không? Dạ. Nhất là cái chữ mà quản lý phòng khám á, có nghĩa là điêu đơn này kia nọ rồi bao nhiêu phần trăm giảm hay là gì 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 đó là qua cô này. Bên này. Cái này người ta chuyên môn không biết tiền bạc là gì luôn. Phải kết nối bên này mạnh nè. Ừ. Mạnh lắm. Con nói lớn lại cái nè. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, con là Kim Đính, 34 tuổi, con đang làm quản lý phòng khám Vanity cho bác sĩ Hưng. Rồi. À, hiện nay là hai vợ chồng là đã có baby chưa? Dạ có, hai bé. Hai bé? Dạ. Ủa, trai gái đều đủ hả? Nếp tẻ đủ cả đó. Ừ. Hay quá. À, thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian trở lại với cái thời mà hai đứa chưa biết nhau đi. Ha. À, cơ duyên nào Đính và bác sĩ Hưng gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao nè? À, lần đầu tiên mà hai người có gặp nhau thực ra là ở trên lúc đó cái ứng dụng Yahoo chat thì vẫn còn là phổ biến thì mọi người hay vào 360 độ luôn đúng rồi hay vào trong cái nhóm chat gặp những người bạn ở trên mạng để chia sẻ về cuộc sống của mình thì ngẫu nhiên có gặp bé Đính lúc bé đó Đính. Thì bé tỏ ra là một người rất lạc quan yêu đời và giàu nghị lực bởi vì bé chia sẻ câu chuyện của mình về hoàn cảnh gia đình khá là khó khăn nhưng mà bé vẫn nỗ lực hết mình và vẫn tự tin và nhìn vào một tương lai tươi sáng. Lúc đó Hưng đang ở đâu? Dạ lúc đó thì đang là sinh viên y năm tư. À lúc đó là Hưng còn đang ở Việt Nam. Dạ đúng rồi. Là đang học sinh viên năm y. thứ tư. Dạ, à rồi. Trường y. Dạ. Còn lúc đó là Đính đang làm gì? Dạ con phụ mẹ với lại con đang đi học cấp 3. Con đang học cấp 3. Dạ. Lớp mấy? 11 hay 12? Dạ lớp 11. À 11. À lúc bằng biếng ngô bây giờ đó. Lúc đó con phụ mẹ làm gì? Mẹ con bán hàng ở ngoài chợ Bàn Cờ. Bán gì nói nghe coi. Mẹ con bán hàng nói ăn. Lớn lên coi nè. Mẹ con bán hàng ăn. Dạ. Vì phụ mẹ dạy cho bé Đính nấu ăn rất là ngon. Vậy đó hả? Rồi 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 nó nghe nè. Dạ. Cái lúc đó là mới có cảm tình với cái cô bé mà có một sự chia sẻ rất là lạc quan. Học sinh vượt khó. Mặc dù là khó khăn. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Dạ. Đó là bác sĩ là đã cảm tình với bé Đính từ lúc đó rồi đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà lúc đó là trò chuyện có thấy mặt nhau không? À không thấy mặt nhau. Chưa thấy mặt nhau đúng không? Thế thì Đính thì sao? Khi mà chat chít với anh bác sĩ này là Đính có biết là ảnh đang học trường y không? Dạ sau khi mà ảnh hứa qua làm gia sư cấp 3 cho em á thì em mới biết. À có nghĩa là anh Hưng là tự dưng hứa qua làm gia sư không công cho con hả? Dạ. Rồi lúc đó con mới biết ảnh là bác sĩ. Dạ anh qua anh dạy xong ảnh nói nhưng mà học trò dở hơn thầy, thầy giỏi quá nhưng mà học trò không có giỏi. Ủa nhưng mà con vụ sao mà ảnh qua ảnh dạy không công cho con hay quá vậy? Dạ chắc là con nói là con không có hiểu bài nhiều á mà tại con phải phụ mẹ nữa nên là con rất là lo không biết là mình sẽ tương lai của mình sẽ như thế nào. Và con cũng hy vọng là cuộc sống mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Cái anh Hưng nói vậy thì để anh qua anh dạy thêm cho. Tức là thật ra là bên này là thật lòng cũng chia sẻ con em vậy vậy đó. Nhưng mà ông này thì lại là rất là sẵn sàng, sẵn lòng để qua dạy kèm. Rồi bây giờ nè. Tức là ông này ông có cái tư chất bác sĩ từ cái hồi mà ông còn con nít tới giờ. Cái lòng nhân của ông nhiều. Thành ra là nghe cô bé này cái hoàn cảnh như vậy vậy là rồi đó ông qua ông gọi là nhưng mà làm gia sư không công vậy đó. Nhưng mà Hưng ơi, lúc đó là Hưng có nhìn thấy hình ảnh của bé Đính trên cái avatar không? Ừ, không, thời đó thì vậy không có video. Vậy thì lúc mà Hưng chuẩn bị qua, Hưng có suy nghĩ trong đầu là cô bé này sẽ như thế nào không? Cái bề ngoài như thế nào hay không? Có xinh gái hay không? Hay là không xinh? Đó. Thì mình qua thì chỉ với một tấm lòng duy nhất là muốn giúp đỡ cho cô bé này có thêm cơ hội học tốt hơn và có thêm nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống. Còn lúc đó thì mình cũng thực ra trong lòng mình cũng có người trong mộng khác ở trong trường y là đã có chưa hay là trong mộng đó rồi người có trong mộng thôi chứ cũng chưa. Thế là lúc đó con đang đơn phương một người gì đúng không? Dạ. Crush một người đúng không? Dạ. Rồi bây giờ giây phút lần đầu qua nhà cô bé học sinh lớp 11 này, lần đầu tiên gặp cô bé này, bác sĩ Hưng có ấn tượng gì không? Thì ấn tượng thì vẫn như là ấn tượng ban đầu. Em ấy là người rất là chịu khó và chăm lo gia đình. Và chỉ thuần túy coi như một người em gái thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn con thì sao? Con thấy anh giỏi và đẹp và tốt nên con ngưỡng mộ.
Nhưng mà mẹ có hỏi han gì bạn sinh viên này không? Dạ, mẹ con là phụ nữ nông thôn nên là khi có con mình nó được một người giúp đỡ thì mẹ con rất là vui. Tại vì ngày xưa theo cái tục lệ ở quê con á, phụ nữ không có được học nhiều nên mẹ con không có được đi làm giáo viên như bạn cùng trang lứa, nên là mẹ con rất vui vì điều đó nên cũng không có thắc mắc nhiều ạ. Nói chung là mẹ quá vui rồi đúng không? Dạ. Rồi lúc đó là đến mới đầu là con chỉ ngưỡng mộ bác sĩ Hưng thôi đúng không? Dạ. Rồi từ lúc nào là con cảm thấy là con yêu ảnh? Con hả, chắc là con gặp ảnh là con thần tượng á, tại ảnh tốt và ảnh dễ thương đó, nên là con rất là ấn tượng với ảnh. Biết rồi, thật ra là có cảm tình đó chị, biết là thần tượng, biết là này cái rồi, cái chữ mà ấn tượng nó chỉ là nó văn học chút xíu thôi, chứ là con có cảm tình với ảnh rồi. Cô muốn hỏi là chừng lúc nào thì con cảm thấy là con không thể nào đè nén được cái cảm xúc của mình về cái tình yêu đối với ảnh và bộc lộ luôn. Con phải bộc lộ, tại vì lúc đó anh chỉ coi con như em gái thôi mà. Dạ có, ảnh còn thích mấy cô trong trường y về nói với con đó. Cái gì? Còn nhờ con mua đồ ăn á, đem theo đi vô trường á, gọt xài cho mấy chị trong trường tổ 1, tổ 2 ăn. Cái crush của ổng đó. Là ổng dẫn đi theo hả? Nhờ đem đồ ăn nè, nhờ này kia nọ cho mấy cô mà ổng thích lấy á. Lấy với cái mấy bạn thì nói là đây nhỏ học trò tôi đó. Không, dạ, em gái, nhỏ con nhỏ. Em gái anh nó gửi đồ này kia nọ đến đó. Rồi. Rồi sao? Lúc đó con có ghen không? Con cảm thấy chặn lòng, con buồn lúc đó không? Con cũng nghĩ là mình chắc là ảnh giỏi vậy, mình không có xứng với ảnh đâu, con chỉ thích ảnh theo cái kiểu là đơn phương như vậy thôi á. Rồi sau đó là bài học không hiểu nhiều hơn, con hỏi ảnh và con có hình như là cũng có một tí gọi là yêu á, phải không? Dạ yêu và mê đó, đúng là mê rồi. Tìm nhiều cơ hội để gặp ảnh hơn. Ví dụ như là anh ơi em có những cái bài tập này khó quá không biết, nhưng mặc dù con có biết làm cũng không biết để qua được gặp ảnh. Một lần mà ảnh dạy cho bé Đính là bao nhiêu lâu? Phải một tiếng, hai tiếng. Có lần nào dạy 3-4 tiếng không? Dạ không. Cố tình không hiểu bài để giữ ông lại đó. Dạ không có. Tại anh còn nó tăng số lần lên thôi. Nó tăng số lần gặp lên chị thôi. Này để em hỏi vụ này nè. Đến khi nào thì mới bắt đầu tỏ tình với ông thầy này? Chắc chắn là bé Đính dạ, phải tỏ chưa, tình. Dạ chưa dám nói gì hết á, nhưng mà con lại có cái cách tiếp cận là hay mua đồ ăn vặt cho ảnh, đem vô trường cho ảnh. Cái đó là trong kế hoạch của Đính đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi cái đi cạnh ảnh hoài á, cái mấy bạn của ảnh á nghĩ là chắc là hai đứa này nó yêu nhau rồi, còn anh Hưng thì nghĩ con là nhưng đứa em gái nhỏ nó thích đi theo vô đó thì cho nó đi theo thôi. Từ từ không có ai để ý ảnh hết, con hốt luôn. Mỗi khi mà người ta nghĩ là mình là bạn gái của ảnh chắc là mới Đính lúc đó khoái lắm. Con vui. Thì nó cố tình mà cái kế hoạch đó là vì như vậy mà không có ai để ý tới bác sĩ Hưng. Thế là cuối cùng nó hốt luôn. Dạ. Nhưng mà bác sĩ Hưng có cảm nhận được là cô bé này thích mình không? Không. Không biết luôn. Không biết là cô bé này thích mình, nhưng mà không biết cô bé này đi theo mình là để dằn mặt hết các chị em khác. Nhưng mà cái thời gian đó bao lâu thì con bắt đầu có một cái cảm xúc hoặc là một cái cảm nhận là hình như con bé này nó thích mình? Đúng rồi đó. Thì cũng chừng quen nhau chừng một năm hay là khoảng vài tháng, gần một năm gì đó là biết cô bé này là con cảm nhận điều đó đúng không? Em chưa hiểu, tức là quen nhau nghĩa là qua dạy kèm một năm thì mới biết hả? Không, có nghĩa là gì nè, cứ dạy kèm vậy đó, rồi xong rồi bé Đính Hưng đi đâu là nó cứ đu theo. Em biết. Đu theo xong rồi độ khoảng một năm sau thì bắt đầu Hưng cảm nhận là bé Đính là thích mình. Đó, thì bởi vì đó, mình cần xác nhận là gì đó. Dạ. Khi mà biết bé này thích mình, mà đặc biệt là năm đó là năm cuối cấp nữa, năm lớp 12 nữa. Đó, thì sao nè, thầy ứng xử làm sao với cái cuộc học trò này của mình à? Vậy là con nói thích ảnh trước hả, đúng không? Dạ. Nhưng là bao lâu con dám nói? Có đợt đó anh đi về Bảo Lộc hay sao đó, xong rồi cái ảnh lên thì con biết là ảnh đang buồn, tại vì người trong mộng của mình á có anh người lấy yêu chồng phải không? Dạ cái con ấy không sao, anh đẹp trai luôn, chị đâu không thích anh thì em thích. Là mình nói vậy luôn. Chị đâu không thích anh thì em thích. Và khi mà nghe cô bé ấy nói với mình thì phản ứng của thầy thì sao? Nghe cô ấy nói thì phản ứng thầy thì sao? Thì cũng mình cũng lúc đó thì cũng bất ngờ, cũng không biết làm sao, nhưng mà mình cứ để mọi việc nó tự nhiên. Thực ra là cô ấy là một người bạn rất tốt thì mình vẫn qua lại thường xuyên, và về lâu dần thì tình cảm nó được vun vén từ từ. Không, mình biết nhưng mà mình muốn hỏi rõ cái này. Nhưng khi mà bé Đính nói cái câu đó, bây giờ người ta đi lấy chồng rồi, người ta không thích anh nữa thì có em, có bé Đính nè. Thì khi thầy nghe cái câu đó thì thôi bây giờ hỏi Đính nha. Dạ. Khi mà em nói câu đó ra xong thì phản ứng của anh Hưng, anh cũng không có quan tâm đó, anh cứ nghĩ là con đang an ủi ảnh khi mà thấy ảnh đang buồn, tại vì là một cái người bạn của con mới, của người bạn của ảnh đồng hành với ảnh hơn một năm qua thôi, nên là ảnh cũng bình thường, ảnh cũng không có suy nghĩ gì nhiều hết á. Vậy hả? Rồi con có buồn không? Rồi con có nói thêm lần nữa không? Con không có dám nói luôn, con có đi theo bên cạnh miết vậy. Cứ theo tò tò vậy thôi. Dạ. Là lúc đó học lớp 12 đúng không? Dạ.
Rồi đi con đi theo được bao nhiêu lâu, thời gian bao lâu thì là hai đứa bắt đầu khoảng cưới? Khoảng 2 năm. Quen nhau không? Cưới thì tới 7 năm. Quen nhau 7 năm. Thì đó, nhưng mà ý là cái tò mà theo bao nhiêu lâu thì lúc đó chính thức là anh Hưng ảnh tiếp nhận tình cảm của con? Dạ 2 năm đó. 2 năm. Dạ. Rồi Hưng tiếp nhận sao Hưng? Tại sao lại tiếp nhận? Thì nó theo hoài thì tiếp chứ sao? Em phải hỏi gì nè. Lúc đó tiếp làm sao? Tại bác Hưng nhìn khô à. Tiếp thì sao, ví dụ nắm tay? Nó thì trong lúc cô đơn lạc lõng thì có con bé nó cứ tò tò theo mình hoài. Thì thôi bây giờ thì mình cũng phải thò cái tay mình nắm thôi chứ sao. Đúng rồi, sao Hưng? Hưng sao? Hưng có nói một cái lời nào với Đính không? Đó, không có, với mình thì không có một cái gọi là lời tỏ tình chính thức thì không, nhưng mà mình nói là mình cứ để mọi việc từ từ nó tiến đến một cách tự nhiên. Những việc nắm tay nó cũng xảy ra rất là tự nhiên, đi ăn chung với nhau nó cũng dần dần xảy ra một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà hồi nãy tụi con nhớ là có cái thời điểm là 2 năm là tụi con chính thức yêu nhau đó. Thì nó phải có một cột mốc gì, đúng vậy, một cái hành động gì hay là một cái sự kiện gì chứ, đúng đó đó. Thì nhớ không? Dạ không nhớ rõ cái Đính sự nhớ kiện. Đính nhớ không? Đính con nhớ. Nghĩ là cái đợt mà bà ngoại anh Hưng mất á, anh Hưng đi về Bảo Lộc á, xuống á, con nói lớn lên coi Đính. Dạ sau cái đợt mà bà ngoại anh Hưng mất á, anh Hưng xuống á, thì tụi con đi với anh Hưng về Sài Gòn á, thì tụi con chính thức quen nhau, con nhớ vậy. Là quen nhau trên chuyến xe? Dạ không, đi về lại Sài Gòn á, anh Hưng đi xuống á, xong cái anh Hưng đem đồ ăn về kia xuống cho con á. Rồi sao nữa? Thì cái chị đưa đồ ăn cái quen nhau hay là nắm tay hay là hôn má? Con đi qua nhà ảnh, xong rồi cái con ăn ủi ảnh, con ôm ảnh. Con không xa rồi sao vậy, cái tụi con thành đôi luôn. À, con ôm ảnh, rồi ảnh buồn quá, nó ôm con. Hai đứa ôm nhau. Nhưng mà ôm từ phía sau ôm tới hay là... Xem hỏi cái gì vậy, tao ôm gì kệ người ta. Tại vì bạn mình phải rõ ràng đúng không, ôm phía sau. Ôm phía sau thì nó chia sẻ, còn Hưng nó quay qua nó ôm lại. Hay là ôm đằng trước. Ôm trước ôm sao vậy? Trời, không nhớ nữa. Trời ơi, không nhớ. Đến ôm trước thì chắc chắn là sẽ có cái chuyện là chẳng hạn như Hưng đang ngồi gì đó, rồi đến tới anh ơi này kia nọ, rồi sẽ ôm theo tư thế là đứa đứng đứa ngồi, đúng không? Đó, rồi xong đó phải là việc nghề nghiệp tôi mới hình dung ra. Tại vì ôm phía sau ôm tới nó sẽ đẹp kiểu khác, ôm trước ôm xuống nó đẹp kiểu khác nữa. Ông là đạo diễn đúng không? Dạ. Đó, thành ra là khổ quá sức luôn vậy hả? Anh bị nghề nghiệp tò mò gì đâu. Dạ. Ôm cái gì nó cũng là ôm mà. Mai mốt á em qua bên đây á, em qua bên đây em làm xong á, em nhớ em lấy cái tư liệu của em từ đầu nha, để coi là em bắt đầu thay đổi về ngoại hình như thế nào nha. Có, em là đạo diễn đó, em làm sao để mà trời tôi dẫn nguyên em một cái đám quay phim luôn, đi theo luôn, để em giữ lại cái hình ảnh của em á, là từ khi lúc em mũm mĩm á cho đến khi em thay đổi thành một người đàn ông gentleman á đó, okay, với một cái vóc dáng mình hạt sương mai thì nó sẽ như thế nào. Okay, nha chị Mộc ơi. Ok nha. Rồi tiếp luôn, để từ cái ôm đó coi như là chính thức quen nhau. Dạ. Nhưng mà tới 7 năm sau mới cưới. Dạ đúng không? 5 năm sau chứ. Dạ thì 5 năm sau. 5 năm sau mới cưới. Sao dài quá vậy? Tại vì lúc đó là con giúp đỡ cho gia đình mình á, rồi anh Hưng anh cũng mới ra trường. Rồi có một thời gian anh đi làm trên giàn khoan nữa, tháng ở đất liền, tháng ở ngoài giàn khoan. À làm ở giàn khoan hả? Tại sao lại làm giàn khoan? Thực ra thì con thì học ngành y thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với các ngành khác. Mà đã là nam giới thì trước khi lập gia đình thì họ muốn có một sự nghiệp vững chãi, có thể tự lo cho gia đình vợ con trước. Mà trong ngành y thì cái thời gian nó sẽ hơi lâu hơn so với các ngành khác. Thì tức là ra giàn khoan cũng là làm đúng rồi, tức là cũng quen nhau 3 năm rồi mới ra trường. Rồi ra trường rồi cũng đi làm nhà nước 2 năm. Rồi mới bắt đầu có chút kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề, rồi sau đó mới bắt đầu đi làm tư nhân. Thì chỉ đi làm tư nhân sau 2 năm thì mình mới kinh tế vững vàng, ổn định. Thì lúc đó hai người mới đến với nhau. Tức là Hưng là khi nào thì Hưng mới qua bên Anh? Con qua bên Anh Quốc là vào đi thi là vào năm 2014 lấy chứng chỉ hành nghề. Rồi 2015 là bắt đầu chính thức qua Anh Quốc làm việc. Tức là người ta tiếp nhận Hưng qua làm việc hay là Hưng... Con đi thi lấy chứng chỉ hành nghề là qua đó làm việc chính trong bệnh viện luôn. Trở thành bác sĩ ký tên điều trị bình thường như các bác có sĩ khác. Có nghĩa là không phải mình bỏ tiền ra để mà mình không đi học hay dạ, là phải mình học chuyên tu gì. Không. Mà khi mà Hưng thi vô gọi là một cái tổ chức đó, đúng không? Một cái bệnh viện đó họ tuyển. Đúng. Là Hưng thi và cái điểm của Hưng á là người ta chấp đạt nhận chuẩn. Đạt chuẩn và làm bác sĩ luôn ở cái bệnh viện đó. Trời ơi, mình biết cái vụ đó. Đó. Rất khó lắm, ông này rất là giỏi, phải cực giỏi mới có thể đạt được những cái đó. Cái năm đó là anh bác sĩ Thảo cũng vậy đó. Anh Hưng nhà con á là năm đó là bác sĩ Việt Nam đầu tiên học ở Việt Nam mình mà thi đậu chứng chỉ GMC ở Anh.
đó. Bên Mỹ thì Việt Nam mình xưa giờ đi rất là nhiều, nhưng mà bên Anh Quốc thì khi mà năm đó con đi thì là người đầu tiên. Con là người đầu tiên. Bên Pháp cũng khó đúng không? Dạ. Bên Pháp để nhận ở lại mà ấy như vậy cũng khó đúng như, không? Như vậy là lúc đó là hai đứa đã quen nhau cái thời hạn cưới đó. Nhau rồi. Hả? Dạ. Cưới nhau rồi. Cưới rồi. Dạ. Cưới hồi tháng 11 năm 2013. 13. Lúc mà đi qua Anh á là đang bầu đứa con gái lớn 4 tháng, anh Hưng thi đậu. Ủa là con có đi theo Hưng không hay là con ở Việt Nam? Dạ có đi theo. Dạ. À là hai chồng đi qua bên Anh luôn. Lúc con đi thi luôn. Không, lúc con đi thi thì vợ có đi theo dạng du lịch thôi. Nhưng mà lúc đó thì có cô chú và ở bên Anh Quốc thì bảo vợ ở lại cũng dưới dạng du lịch vậy đi rồi đợi chồng mình thi qua làm luôn thì ở lại luôn. Thôi bây giờ cái vụ mà hai bạn yêu nhau rồi bên hai gia đình có đồng ý hay không thì chắc chắn là đồng ý rồi. Dạ. Đúng không? Riêng với gia đình của Đính là chắc chắn đồng ý rồi. Dạ. Thứ nhất là có một ông rể mà vừa giỏi vừa là bác sĩ vừa đẹp trai gì thì chắc chắn là phải đồng ý rồi. Dạ. Thế thì bên gia đình của bác sĩ Hưng có đồng ý với cô dâu này không? Gia đình của con thì mới đầu cũng là có lực cản khá nhiều, nhưng mà mình đã là nam giới tự quyết định mà mình có thể tự làm kiếm sống, tự lo cho gia đình được thì mình cũng không ngại gì gia đình, mình sẽ thuyết phục gia đình. Ok, như vậy là từ tình yêu cho đến vợ chồng thì nó không có gì trắc trở cả. Không, chị muốn hỏi một câu này nè. Ủa bây giờ nè, sau khi mà tụi con đã ở bên Anh rồi, ổn định về cuộc sống rồi, có con cái rồi, có phòng khám riêng rồi, tại sao tụi con không tiếp tục làm ở bên đó mà lại quay về Việt Nam? Đó. Bởi vì mình cảm thấy mình khi về nước mình sẽ giúp được cho nhiều người hơn. Những cái kiến thức mình học bên đó thực sự là rất hay, mà mình khi mà đặc biệt là khi mình xem những cái tin tức, những cái bệnh nhân mà họ điều trị sai phương pháp, họ bị tai biến hay là đến những cơ sở không uy tín mà họ bị tai biến, mình đọc tin thì mình cảm thấy rất là bức xúc. Mình nghĩ tại sao mình đã có những cái kiến thức tốt như vậy mình về mình không chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là để cho bệnh nhân hiểu rõ hơn, giúp cho bệnh nhân tự bảo vệ sức khỏe của mình. Thứ hai là mình cũng có thể tham dự các hội nghị y khoa, chia sẻ thêm kinh nghiệm với các đồng nghiệp. Đó thì bởi vì muốn hỏi câu hỏi đó đó để mà thấy được là giống như vậy nè, thực ra là khi mà chị đến làm đến Vanity á thì chị cũng có nói chuyện với bé Đính, cho nghĩa là cuộc sống của Đính, hai vợ chồng ở bên Anh rất là ổn định, thu nhập cũng rất là cao với cái công việc của bác sĩ Hưng. Nhưng mà tự nhiên bây giờ hai người quay trở về đây thực sự là cái khó khăn rất là nhiều luôn, vì là chưa quen về thị trường cũng như chưa quen nhiều người, ngay cả cái chỗ mà để mở ra được những phòng khám nó cũng rất là mệt mỏi về đủ thứ, giá cả thì cũng mắc nhưng mà vẫn muốn về. Vẫn muốn về, và thực sự là cái việc mà Hưng nói là để giúp nhiều người, giúp bệnh nhân, thì cái người đầu tiên là cặp vợ chồng của chị với anh Tuấn Anh, tức là hai vợ chồng cô chú. Thực sự là nói từ đáy lòng luôn quý vị khán giả, là Vân á, là Vân giữ cái số cái lô nó quá tải. Vân với anh Tuấn Anh là 15, gần 20 năm chứ không phải là 15 năm, gần 20 năm, và lúc đó là thực sự hai vợ chồng tuyệt vọng luôn, là nghĩ là chắc mình cứ vậy cho đến khi nào mà mình già, mình lớn rồi mình mất đi luôn. Tại vì rất là cũng nhịn ăn nè, cũng tập thể dục thử, cũng ABCD đủ thứ hết, nhưng mà nó không có xuống, thành ra là mệt mỏi lắm, cho đến khi mà gặp được bác sĩ Hưng, gặp Vanity thì bây giờ là trở lại được một cái dáng vóc gần như ngày xưa rồi á. Thì cái vấn đề ở đây là cái thẩm mỹ, cái đẹp nó chưa quyết định mà là cái sức khỏe. Thực sự mình thấy mình yêu đời, tức là mình rất là khỏe luôn á, và mình yêu đời vô cùng, nhất là chú Tuấn mừng dễ sợ luôn. Cho nên là rất cảm ơn bác sĩ Hưng, như là cảm ơn vợ chồng hai bạn đã có một cái quyết định táo bạo là các bạn quay về Việt Nam, các bạn làm việc và các bạn chia sẻ những cái kinh nghiệm mình đã học được và giúp được cho những người, ví dụ như hai vợ chồng cô chú, bạn bè của cô chú cũng có những hoàn cảnh giống như cô chú nhiều lắm, thành ra là chắc chắn là sẽ đến với tụi con để tụi con có thể giúp đỡ. Và cái người mà tiếp theo ngay bên cạnh cô đây đó là nghệ sĩ Quốc Thuận thì cũng sẽ đến gặp tụi con, và cô mong rằng là đến tiếp theo khoảng chừng 2-3 tháng nữa ha, ở chương trình Vợ Chồng Son thì quý vị khán giả sẽ thấy một nhân dáng khác của nghệ sĩ Quốc Thuận. Ai chứ một người chị mà mình rất là kính trọng và rất là tin tưởng là chị Một Hồng Vân nói và chia sẻ cũng như là chị bảo thì mình luôn luôn có một cái niềm tin gần như là tuyệt đối. Chắc chắn thì không thể nào mình nói cái từ tuyệt đối được, gần như là tuyệt đối. Thì thôi chắc cái số sau chị ngồi dẫn mình nha, anh đi với bác sĩ Hưng đi về liền luôn,
anh đi không em luôn. Nó không ảnh hưởng gì, em vẫn làm việc bình thường. Không, ý nói là đi luôn, đi làm luôn á. Đi... Tại nghe thấy thích quá. Đi làm luôn là sao? Đi theo bác sĩ Hưng đi qua Vanity làm luôn á. Ủa em vẫn đi qua và em vẫn làm công việc của em. Em đâu cần phải để chị dẫn một mình, em bị điên à? Chị không hiểu hả? Có nghĩa nghe nói thích quá à, là muốn đi luôn á. Là không đi theo chờ luôn đó. Đi theo học nghề. À bây giờ hả? Bây giờ, tại vì nghe thích quá, thích quá. Em bị điên, em bị điên. Thôi, để thôi để hỏi vụ cuộc sống hôn nhân đi. Cái vụ kia đi. Bác sĩ hiền quá, giỏi quá, chắc không có tật xấu đâu. Không, thật ra nè, em nói thiệt với chị nghe. Một người quá hiền. Ừ. Còn một người á cũng hiền luôn, hiền quá. Ừ, một hiền người quá hiền, người hiền quá thì làm sao có cái chuyện gọi là cãi vã nhau. Đúng rồi đó, làm sao có cái chuyện chửi lộn nhau. Ừ. Đúng không? Có những không? Người văn minh sống ở một đất nước văn minh thì làm sao mà chửi lộn. Chắc chắn mà không chửi lộn chắc chắn không có tật xấu. Thôi để hỏi đi, sao em biết như vậy? Là chồng có tật xấu, ổng có tật xấu gì không? Đâu đâu, đâu. Ừ phải đính nói trước đi. Dạ có một tí. Có một tí hả? Dạ đâu một tí đâu, kể cái tí đó. Thích chơi game. Đam mê công việc mà còn thích chơi game nữa. À. Vậy rồi thời gian đâu chơi với vợ rồi chơi với con. Thích chơi game. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi con có buồn không? Mỗi lần mà chồng chơi game vậy con có buồn không? Dạ không, tại vì anh Hưng là một người chồng tốt, luôn luôn chia sẻ. Mỗi khi mà con có cảm giác là hơi bị mất cân bằng khi mà anh Hưng ngày càng phát triển hơn. Giống như anh qua đó xong anh rất là miệt mài, vừa mở phòng khám mà vẫn đi học, lấy được bằng thạc sĩ da liễu của anh nữa. Nói lớn lên coi nói gì mà có âm thanh nói cái gì là tư vấn cho khách hàng như tôi thì sao trời. Dạ. Con nói lớn lên là tức là Hưng hiện giờ vẫn đang vừa đi làm vừa đi học bên đó luôn để lấy thêm một cái bằng nữa về da liễu à? Dạ, bằng thạc sĩ. Thạc sĩ mà về da đúng không? À không, thực ra thì là ngành thẩm mỹ nội khoa là mình đã học lấy bằng thạc sĩ ở bên đó trong thời gian đi học đi làm. Dạ. Lỗi của nó nhỏ quá. Rồi tiếp. Tiếp nè. Tức là đam mê công việc rồi nhưng mà về là rảnh là chơi game. Những lúc mà mất thăng bằng á là vẫn có ảnh chia sẻ với mình. Cái đó là, đúng cái là tính tốt. Ừ. Còn tính giờ tốt. Đang nói về game. Đó. Là game là ghiền chơi game. À. Có không bỏ bê có bỏ bê vợ không? Dạ không. Tức là vẫn hoàn thành nhiệm vụ của người chồng đối với vợ đúng không? Dạ. Vậy thôi có gì đâu. Nhưng mà giá như mà không chơi game thì nó sẽ hoàn hảo đúng không? Dạ đúng. Đó. Đồ tham lam. Cũng chưa chắc không chơi game mà đi nhậu với bạn thì cũng. Ờ. Bà mày muốn ổng ổng mà nhận một cái bệnh nhân như tôi là không chừng cũng có thêm người bạn nhậu. Rồi giờ sao thêm nữa đi. Còn gì nữa? Thêm đi. Có làm công chuyện nhà không? Dạ. Không, chỉ có một làm việc nhà là chỉ phục vụ con gái thôi. À. Đã phục vụ con gái. Đến nhà. Dạ. Thứ nhất là anh lớn tuổi mình. Anh bác sĩ nữa. Bác sĩ thường kỹ tính đúng không? Ừ. Thì không biết là bác sĩ Hưng có gia trưởng không? Dạ không. Ừ. Không gia trưởng rồi có ghen không? Dạ không, có con ghen. Con ghen hả? Thôi để từ từ để chồng nói. Ừ. Không giờ lát gán dịch ra tìm sao. Không, đừng có tìm nữa, bây giờ vậy đi. Cuộc đời con giờ con chỉ mong chồng con á thay đổi một cái điều gì để mà hoàn thiện nhất. Đó. Con mong là anh Hưng sẽ thay đổi là bớt công việc lại, yêu thương bản thân mình hơn. Và con với Cathy với Tiffany á chỉ cần một cái gia đình ở bên cạnh nhau hạnh phúc, chứ con thấy ảnh á đang rất là phải bôn ba giữa Việt Nam và anh á, thấy là anh rất là vất vả công việc. Thấy chồng vất vả quá đúng không? Xót cho Hưng đó. Xót. À, xót cho anh. Trong cuộc đời quá nhiều việc mà. Đúng không? Rồi. Ok rồi. Dạ. Mời Hưng nè. Mời Hưng nè. Đó. Không mà bây giờ hỏi thêm nè. Giữa vợ với con á là bác sĩ Hưng. Tại vì nãy nó xì gái Cathy, chỗ là Cathy. Làm việc á. À, lúc mà làm việc á là chỉ làm cho con gái thôi. Ừ. Là đủ biết được là ông này rất là mê con. Vậy thì mê con hơn mê vợ đúng không? Dạ đúng rồi. Mà chú, em cũng vậy mà em cười gì thì tự Liên nó cũng nói với chị là em mê con hơn mê nó. Nhâm gì từ mình mới suy ra. Em phải cân bằng 50-50 chứ. Ủa không có vợ em lấy ai đẻ con cho em để mà em cưng nựng. À nhưng mà có mong muốn là coi như là anh ấy sẽ 50-50 cân bằng không? Cân mong bằng đi không? Con mong đi, cơ hội đó. Nói đi. Nói với anh. Em hy vọng là vợ chồng mình á sẽ dành nhiều thời gian để bên cạnh nhau hơn. Đồ. Okay. Rồi bây giờ tới bên ấy đó. Vợ thì rất là thương yêu gia đình à, nhưng mà nó, chính vì vậy thì nó cũng kèm theo tác dụng phụ đó là có tất cả những người xung quanh vợ đều rất là quan tâm, bản tính của vợ là rất là quan tâm thương yêu mọi người xung tất quanh tất cả mọi mình. Người xung quanh đúng không? Nhưng mà như vậy thì rất là dễ bị stress. Thì là những người thực ra những người mà quá lúc nào cũng nghĩ tới quan tâm chăm sóc cho mọi người, muốn đảm bảo mọi người xung quanh mình hạnh phúc là họ sẽ dễ bị stress vậy lắm. Mà vợ stress là sẽ lay stress vào cho mình. Thì ra đó là điểm yếu chính của vợ là quá quan tâm với
tất cả mọi người xung quanh, tức là đó. Mình phải hạn chế bớt lại, giới hạn lại để bảo vệ sức khỏe tâm thần của mình. Bởi vì mình cảm thấy sức khỏe tâm thần của vợ thực sự đang kém đi khá nhiều, chỉ vì quá lo lắng, quá lo quan tâm với tất cả mọi người xung quanh. Nói chung là bớt bao đồng, đúng rồi. Bao việc nhà thôi, bao việc nhà với việc của thẩm mỹ thôi là đủ hết ngày rồi, đúng không? Rồi. Còn cái gì còn nữa, gì nữa không? Ghen. Nói luôn đi. Đúng rồi. ghen sao, Quang nói đi. Thứ nhất là kiểm tra điện thoại thường xuyên của mình. Và kiểm tra điện thoại mình thường xuyên. Nhưng mà em bỏ 2-3 năm rồi. Dạ, nhưng mà cũng hạn chế được một chút rồi. Chứ mới hồi mới quen là điện thoại của mình là lúc nào cũng phải kiểm tra. Tại vì á, mình làm đám cưới được với idol của mình, thành ra là mình cứ sợ bị mất. Muốn chiếm hữu mình muốn chiếm hữu đó, cái tâm lý chung đó mà. Rồi còn cái ví dụ nào nữa không, ví dụ như đi đâu đi đó là người ta mà ngồi kế mình thì có khó chịu hay không? Cũng có luôn, thấy cô gái nào xinh đẹp mà ngồi bên cạnh chồng là và phải bỏ việc khác lại ngồi bên cạnh chồng. Nghĩa là xen vô giữa ngồi luôn. Không có xen vô giữa ngồi thì không, nhưng mà lúc nào cũng sẽ đứng sát bên đặng canh đó, đúng không? Đứng sát bên. Ủa rồi mỗi lần khẳng định chủ quyền. Ví dụ giờ mỗi lần con đi máy bay từ bên Anh về Việt Nam hoặc đó, ngược lại từ Việt Nam qua Anh mà con đi con mình, đương nhiên kế bên con phải có người chứ. Rồi bên cạnh con là một người phụ nữ, nó có ghen không? Cũng có luôn. Trời ơi, rồi ghen sao? Con hay hỏi là anh đi vui không, cái anh Hưng nó cũng vui, hỏi này kia cái con hỏi chứ. Bữa nay anh ngồi kế ai vậy anh, cái anh Hưng nó không biết nữa, cái anh Hưng nói mà ngồi kế con gái, anh Hưng nói ừ như vậy. Sao anh không ngồi kế con trai, ngồi kế con gái vậy? Vậy thì mai mốt mà anh biết sao được. Vậy mai mốt mà rủi mà lỡ như random cái số ghế mình ngồi kế cái cô tiếp viên hàng không thì sao? Căng ạ. À, rồi con nhiều khi có, con có bị áp lực về cái việc mà vợ con ghen không? Cũng có. Có đúng không? Vậy riết rồi cũng quen rồi. Rồi thôi bây giờ mà muốn thay đổi luôn đi. Đó. Ừ đúng rồi. Thay đổi. Và nắm tay vợ nói đi. Bây giờ mình đã cưới nhau 10 năm rồi, con cái đều hề, gia đình hạnh phúc rồi, vợ phải yên tâm tin tưởng chồng, đừng có nghi ngờ chồng quá. Em cảm ơn anh. Trời ơi. Mà ông thiệt, thật thiệt thà. Trời Hưng nó thật như đến. Ông thực sự á, mà cô thấy vậy nè, hai đứa tụi con á đều, đầu tiên hết là cô thấy đều có cái tấm lòng thực sự rất là nhân hậu luôn, cả vợ cả chồng. Nãy chú Bin nói đó, một người quá hiền, người hiền quá đó. Ừ. Thì á, cô nghĩ là với một cái nền tảng như vậy á, là tụi con cứ phải yên tâm là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cái tổ ấm của tụi con đâu. Dạ. Bởi vì ngoài cái việc của mình ra, nhiều khi mình ăn ở có đức mặc sức mà ăn á. Dạ. Ông bà mình hay nói câu đó đó. Dạ. À, riêng chỉ có một cái này á, là gì nè, biết là bác sĩ Hưng rất là nhiều việc. Dạ. Thực sự là vừa đảm bảo bên đây, vừa đảm bảo cho bên dạ. Anh Quốc, cực thiệt. Nhưng mà ngay thời điểm này á, là bác sĩ Hưng không thể dừng được cái việc đó. Thứ nhất là bây giờ con mới có 34 tuổi thôi. Là cái thời điểm đẹp nhất của một người đàn ông thành đạt. Và phải lo cái sự nghiệp. Tại vì ngoài cái riêng ra còn có cái chung nữa. Thực sự lo cho cái chung nó nhiều. Và nếu như mình để vượt cái cơ hội và cái thời gian vàng cho một người đàn ông mà đẹp nhất, là cái thời gian vàng là sẽ đến năm 44 em. Là 10 năm nữa. Để bác Hương có thể làm được rất nhiều thứ cho cộng đồng, cũng giống như là cho bản thân mình và cái đam mê. Thì đam mê cái bác sĩ này rồi á, là người ta sẽ phải làm xong những cái công trình, những cái mà người ta đang mong muốn. Thì thành ra là con vẫn cứ là một cô bé đính âm thầm chăm sóc cho chồng, lo cho chồng, để chồng có thể đạt được cái sự nghiệp mà chồng mong muốn ha. Đó, rồi ghen thì con yên tâm là 10 năm nữa nha. Ví dụ như trong thời gian bác sĩ Hưng còn đang chưa đạt được những cái điều bác sĩ Hưng đang mong muốn thực hiện, thì con yên tâm là vấn đề bồ bịch chắc không có đâu, vì không có đủ thời gian để làm cái chuyện đó, đúng không? Đúng. Cho nên thôi cũng bớt cái áp lực cho bác sĩ Hưng có cái đầu óc thoải mái để mà làm. Còn về phần con, cái vấn đề bao đồng á, cô thấy cũng nên bớt. Có một cái câu mà bữa cô có viết status của cô á, nên để dành, tức là làm cho cuộc sống mình thoải mái nhất khi mà mình chỉ dành thời gian của mình cho những người mình yêu thương. Những người yêu thương là nó sẽ gói gọn trong cha mẹ mình, chồng mình và con mình. Còn ngoài ba cái gọi là dữ kiện đó ra thì là chỉ thực sự khi nào mình có thời gian rảnh thực sự mà còn thừa thời gian đó thì mình sẽ quan tâm. Còn không á, là cái việc mình quan tâm sẽ là một cái cách khác, chứ không phải là mình dành tất cả cái thời gian mình có để mình làm cái điều đó, đúng không con? Dạ, con cảm ơn cô, con cảm ơn nhé. Chứ không là con sẽ mệt cho con á, chứ không mệt cho ai trên. Với lại từ tâm lý của tôi á, mà tôi thấy như nè, một người đàn ông mà thương con thì người đàn ông đó chắc chắn là người đàn ông luôn luôn tìm đủ mọi cách để bảo vệ gia đình của mình. Dạ.
Tại vì không bao giờ người nào thương con mà muốn các con của mình nó bị ảnh hưởng bất cứ một điều gì, dạ, mà thiếu vắng đi một người cha, một người mẹ. Dạ. Cho nên chúc mừng Cathy Lê, chúc mừng mới đến có một người chồng vừa tài giỏi vừa đức độ, lại là, dạ, một người đàn ông của gia đình. Ok. Đó, giờ chúc xong rồi nè, giờ donate thêm cho em nha. Con nói cái tên của con với trong nhà đi, vui lắm. Tại, dạ, sao tên là Đính? Tại vì bà ngoại con á thích coi cải lương. Lương Kim Đính. Dạ, để nói cho nghe vui lắm. Rồi, okay. Bên nhà nội con á thì có Tài Linh, có Minh Tiến, có Thanh Hằng. Đó. Còn bên nhà bà ngoại á thì có Vũ Linh, có Thanh Kim Huệ, có Minh Cảnh. Đó, tên đó, tên luôn. Trời ơi, trời. Trời. Mê á. Ừ. Vậy hả? Dạ. Là đặt tên vậy luôn á. Rồi. Ok, xin cảm ơn bác sĩ Hưng. Dạ. À, cảm ơn mới đến đến đây để chia sẻ câu chuyện hôn nhân, nói chung là rất là đẹp, phải không? Dạ. Chuyện tình của hai bạn rất là đẹp. Và, dạ, cái nữa là chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc ha. Và sẽ ngày càng phát triển hơn nữa với những gì mà bác sĩ Hưng đang mong đợi. Ấp ủ. Dạ. Đang ấp ủ ha. Muốn, dạ, mang đến cho người, dạ, Việt Nam có một cái sức khỏe và có một cái thể trạng cũng như là có được một cái ngoại hình thật, dạ, tốt và thật khỏe. Dạ, cảm ơn anh Quốc Thật. Rồi, bây giờ mình, yes, là bốc thăm rồi cho con về ha. Lên Cảnh ơi.